cùng tham gia những cuộc phiêu lưu trên đảo với Manfi và các bạn. Có chừng. Mình không sao, không sao. Chúng ta sẽ có rất nhiều niềm vui. Trong lúc khó khăn, mình không làm được, mình có ý này. Họ sẽ cho chúng ta thấy đoàn kết là sức mạnh. Đón xem Chú Voi Manfi vào 5 giờ chiều các ngày trong tuần trong khung giờ Cartoonito trên Boomerang.